ăn lẩu tụi tôi tại tôi. Ăn lẩu tôi chứ. Tên là siêu quát, không có siêu quát gì ăn gì ta. Ăn rau phê mì. Thêm ăn bò em được. Đừng lấp nữa, đừng lấp nữa. Tụi chị coi chị có thêm gì không? Nè lẩu khỏe quá. Cái này thêm ăn chung được. Hello, dạ bạn tên của mình với Gia Kem Đô. Hôm nay là Tết mà hôm nay là ngày nào mình cũng lấy Tết đó vậy. Thì đúng rồi, ngày nào cũng là Tết. Nhưng ngày nào mà vui là mấy. Ok, nhớ bạn. Bây giờ mình đi ăn. Mình đi ăn mì cay nhưng mà mì cay không cắt được. Mì cay hàm mút các bạn, tàn xíu. Giờ xíu thật xuống một tí nữa. Không biết là nhiều có được không? Bắt thằng xeo. Ok. Mình là mình phải cắt được. Mình ăn mì cay không cắt được. Ok, giờ chỗ đó thôi. Mới dặn đó rồi. Để lên nào. Từ từ chứ. Xong xong mình đậu thái thái bò đúng không? Thái bò. Bò. Anh lấy rau phim nha. Chỉ có 3 lần cấp độ thôi. Cái gì nữa không? Dạ không. Rau phim, rau phim. Có kỳ kìa nè. Cá mì thơm nữa có có cúc kỳ cả. Có cúc kỳ không có gì nữa. Có cúc kỳ được. Có cúc kỳ là phải cây. Nếu mà có cúc kỳ ổng với ai là không được hả? Có cúc kỳ là không? Hôm nay ăn mì khô không? Không mì nướng rồi. Hay là mất ăn thêm gì không? Chân ăn thôi, em bỏ cái chị kia đi. Em lấy tóc cúc kỳ chị đi. Tóc kỳ bò. Đó, tóc kỳ bò. Ô, không, tóc kỳ thường của mày thôi. Tóc kỳ bò. Tóc kỳ bò à. Tóc kỳ thường. Mẹ chọn quá trời. Tại tôi, lúc đầu là tôi chọn. Rồi. Rồi gì nữa không? Dạ. Ai đâu ai có gì. Đó vì nè, em ăn nè, trong chi nè đó. Được quen là hay là hai mấy quen em biết khổ hay ba quen vậy đúng không? Đúng rồi, một quen nó là 5 cái. À, muốn ăn gì khác nữa thì nói nè, hay là ăn khác đi. Ừ, muốn đó ăn quả. Cánh gà không? Gà củ đông biển cái gì? Hay những gà không? Cánh gà chiên bơ lấy cánh gà cho nó lấy đi. Một cánh gà chiên. Cái này nó một phần một cái. Ủa mà con cái hả? Con cái thôi con. Mẹ mẹ. Uống nước đi. Trời. Lo rồi uống rất là dễ. Nước con chú này thôi, con uống này thôi không. Trà sữa thái sơ, thái sữa thái. Ồ uống xong rồi vậy. Không cái đơn giản thôi. Thôi rồi. Thôi rồi. Chiên cuối cùng còn nha. Đâu uống gì không? Uống chung, uống chung. Mình uống trà không? Trà sữa chân châu vậy đó. Bên này là hồng trà, hồng trà dâu đúng không? Một hồng trà dâu. Rồi, hai xong. Xong. Rồi đó, mình lấy. Chạy hết trời. Ok, giờ chờ đợi thôi với bạn. Hôm nay cái gì cũng được. Ok, là mì phô mai bò mình nha bạn. Bây giờ phô mai nó chưa chảy vô, xuống nó chảy. Mì cay nó cũng cay rồi ăn. Mì cay hiểu có phô mai thì nó cũng ăn. Ơ không cay như lắm. Ơ đùa hả? Đâu, đâu. Ê, cấp độ không rồi các bạn. Các bạn ơi, mình chỉ ăn một mẹo chứ là bỏ mấy cái phô mai ngoài làm nó sẽ nhanh chảy hơn á. Phô mai ngoài làm nó chảy hơn. Ở đây cái hạnh mà. Nãy giờ mình order là người ta gửi đi luôn. Nãy giờ người ta đang làm. Giờ mà lâu quá bỏ là thôi nha, là mua hai phần. Ok, mời các bạn ăn nha, không có muỗng đâu, cái này là muỗng. À có muỗng nè. Bấy cho chị hai cái luôn. Nhưng mà còn có ba cái hả? À? Kêu ngồi em cái nữa, lấy thêm cái mình được. Ba cái được không? Dạ. Có gì giới thiệu đây? Mời các bạn em. Đầu tiên thì cho mình là không mới mua trung bình nhưng mà nó vẫn ổn. Đây. Đây là mì, ai cũng biết là mì, thịt bò. Đây là chính. Đây là xúc xích nha các bạn. Hôm nay có sợi, kim chi. Có mì nữa. Hấp cải, tím, tất nhiên là có mì và nước dùng. Giá cá. Không độ mà cũng thấy
cay rồi. Không, ớt tôi tôi một độ. Ba cái lè này. Có gì chúc bữa mẹ cho mẹ. Thôi em một cay. Mẹ ăn cho ấm cái bụng. Không cay à? Không cay không? Bình thường không? Thì bình thường nhưng mà thấy nó cũng hơi rồi. Tim. Tóc ni là tóc Hàn Quốc mà. Mẹ tóc quá cho ni mà. Mẹ hết tóc Hàn Quốc, giờ ăn mì cay Hàn Quốc luôn cho đúng phong cách Hàn Quốc. Nãy anh Kim kêu thêm rau. Có rau cho nó đỡ ngán, đỡ cay. Rau như là kêu 2 ngàn rồi đó. 2 ngàn không biết có được mấy cọng. Chắc dĩa tí xíu. Cái cũng hấp dẫn quá. Nó không cay lắm nhưng mà nó mới ngay thôi các bạn. Mì này nó kia là mì u đông á bạn, mì u đông. U đông hả gà, mì u đông. Cái miếng mì u đông. Này đâu phải mì u đông đâu. Mì cũng là cay thôi nha. Mình không có cay. Thì mình không có bỏ nước sốt vô. Tóc cải. Mẹ là tóc bút kỳ. Mẹ uống gì ạ? Uống coi như nào? Chị sạch
tteokbokki. Có. Biết giờ kêu thử mẹ. Giận không? Con làm này cũng được. Tteokbokki cũng hấp dẫn quá nè. Nè, nóng thêm nè. Mè không? Thôi, không mè thêm. Không đúng sở trường. Ăn thêm ta. Con còn bánh gạo, bánh gì đó. Bánh gạo cay. Bánh gì đó. Đâu còn bánh gì đâu. Bánh... cay không? Đó cay không? Chắc nghĩ là cũng cay. Cũng cay không? Hấp dẫn quá. Cũng cay không? Để hề chứ. Hả? Giống tôi của con như vậy hả? Đây ăn đây. Sữa ba tao quay cũng da vậy. Thứ hai à? Thứ hai là gì ạ? Dạ dâu. Dạ dâu. Nói chung là dạ dâu á. Bye bye.